Chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một cái mẫu loa kéo rất là nhiều anh em hỏi về cái mẫu loa kéo của Aptos Sơn Ca Media. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu mà nó khá là gọn nhẹ. Mẫu này là 4 tấc ha. Công suất của nó thì tầm khoảng 100 tới 450 có thể hơn. Đó là công suất cực đại. Thì ok, mình giới thiệu tổng quan về mặt trước của nó ha. Đây, để xem cái mặt trước của nó là cái mặt trước này. Đây là một cái bát 4 tấc, logo là Sơn Ca Media, Aptos Sơn Ca Media và nền xanh chữ K Pitwalk khá là nổi trội, khá là đẹp. Mặt này màu trắng thì cái này một cái bát thì đánh khá là lực, khá là căng. Thì mình sẽ test các bạn xem cái khả năng và lực căng của cái bát như thế nào và cái trên tí nữa. Đây là một cái hồng chép, đây là ca và nhựa cao cấp nha bạn. Và phía trên nữa thì camera sẽ quay vào đây, mình sẽ hướng dẫn cơ bản ha. Thì cái nút ngoài cùng này các bạn, đây là nút karaoke voice. Khi bạn nhả ra sẽ sử dụng cho karaoke, ấn vào là sử dụng cho hội nghị nói chuyện bình thường ha. Và tiếp theo đây là âm mic, âm lượng của cái micro 1 và âm lượng của cái micro 2. Cái loa kéo này nó tích hợp cho bạn sẵn hai micro, thì đây là micro 1, đây là micro 2. Cái bên đây là âm bass của micro. Các bạn tăng nhiều bass quá sẽ khiến cho micro nặng, khó hát ha. Và nên tăng thấp thôi, vừa thôi. Và đây là âm chép của micro. Thì các bạn tăng nhiều âm này quá thì có thể dễ gây hú rít cho các bạn. Và tất nhiên tăng nhiều như thế này đó, cảm giác nó hát nó sẽ nhẹ hơn, dễ hát hơn nhưng mà gây hú rít. Và đây là một cái thanh rất là hay là echo. Thì khi hát karaoke bắt buộc còn phải tăng cái volume này lên và nó sẽ dễ hát hơn. Lần nhỏ lại thì nó sẽ giống với chức năng của cái nút bên trái các bạn, là voice là nói chuyện hội nghị bình thường đấy. Hạn thấp như này là không hát được đâu ha, bạn tăng nó lên và sẽ dễ hát hơn. Tiếp theo là nút này, hai nút này luôn là nó sẽ giống hai cái nút bên này các bạn. Nó sẽ là một nút này cho âm bass của nhạc, bạn muốn nghe âm bass nhạc là tiếng đùng đùng, tiếng súp nhiều ấy, bạn sẽ tăng nhiều lên đó. Và đây là âm chép của nhạc. Và cái nút màu đỏ này nó sẽ giống cái hai nút màu đỏ bên này là âm lượng của nhạc. Đây màu đỏ này, hai cái này là âm lượng của micro và cái này là âm lượng của nhạc ha. Cái này là master là âm lượng tổng của mic và nhạc luôn. Và muốn lớn nó sẽ tăng cái này lên. Đấy, thì tổng quan cho các bạn. Và mặt trên này là những cái nút, ba cái nút này, 1, 2, 3 nút này là giúp các bạn điều chỉnh pause, dừng lại, qua bài hoặc là lùi lại bài trước khi các bạn sử dụng các cổng USB này, nhạc này vào bằng USB. Và nút này là các bạn thể điều chỉnh nhạc, thay đổi cái chế độ đầu vào của nhạc là bằng Bluetooth hoặc là bằng USB hay là cổng line phía sau. Và đây là cái IR để có thể nhận được cái remote điều chỉnh. Nút này, nút sáng xanh là nhỏ này, ngay đây là nút sáng bằng Bluetooth. Khi bạn kết nối đèn Bluetooth nó sẽ sáng lên. Và ba nút này là ba nút hiển thị pin. Khi các bạn pin, đèn sáng full nó sẽ sáng và mid sẽ sáng. Khi bạn có ít pin hơn nữa thì nó sẽ sáng chữ lâu, thấp, màu đỏ như thế này. Và ok, mình sẽ quay qua mặt sau cho các bạn xem. Và đây là cái mặt sau của nó ha, mình sẽ nói sơ tổng quan các bạn xem cái mặt sau. Và đây là cái karaoke USB, giúp các bạn gắn cái USB vào có thể hát karaoke trên cái app bằng điện thoại ha. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn, cho các bạn dễ thực hiện. Và đây là hai cái line in và hai cái line out. Đây là cắm dọc nha các bạn, trắng đỏ cắm dọc. Đây là cái line in là nhạc vào bằng jack bông sen. Bạn có thể vào bằng điện thoại, máy tính bảng hay laptop, rất là tùy theo các bạn. Nhưng mà thường mình đã có Bluetooth rồi thì mình phải hạn chế nữa là ít người dùng cái cổng line này lắm ha. Đây ngoài tích hợp sẵn hai cái micro tay cầm không dây cho các bạn, đây nó còn tích hợp thêm hai cổng cắm micro. Các bạn sẽ cắm hai các micro không dây hoặc có dây vào đây, có thể sử dụng bình thường ha. Đây là cổng cắm micro. Dưới đây nữa, đây là cổng HDMI giúp các bạn có thể điều chỉnh nhạc từ TV xuống đây được nha. Cổng này có thể truyền tải tín hiệu âm thanh, hình ảnh rất là tốt. Và đây các cổng audio là truyền tải từ TV xuống đấy bạn, cũng có thể truyền tải từ TV xuống luôn. Và bạn không dùng cổng HDMI này, sử dụng những cổng như thế này. Đây cái màu vàng ở đây là cổng video hoặc là hình ảnh. Và cái cổng này audio L, audio R là red, left và right là trái phải đấy bạn. Nó sẽ giống hai cái cổng này dọc xuống này ha. Đây nó nằm ngang, và cổng này là cổng video. Thì đây nữa là, và cái cổng đây là cái cầu chì nhé các bạn. Cái màu vàng vàng này là cái cầu chì. Và dưới cái cầu chì sẽ là một cái cổng cắm giúp các bạn có thể sạc pin từ cái nguồn điện trực tiếp vào. Đó, và khi bạn sạc hết pin thì bạn sẽ sạc trực tiếp vào đây. Và dưới này là điện vào 12V. Khi bạn đi ô tô hay là gì đấy, hay là sạc bạn bình á, thì bạn sẽ sạc điện từ đây ha. Không, cái này là chỉ điện 12V thôi nhé bạn, còn sạc điện trực tiếp thì bạn sạc trên này ha. Và cuối cùng thì đây là một cái công tắc nguồn, thì mấy nào cũng phải có rồi. Mình sẽ bật nguồn cho bạn xem. Thì ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối ha. Thì bạn có thể nhấn nút này, nãy mình có nói đấy, nhấn nút này cái phát nhạc từ ngõ vào line in. Ok, ngõ vào line in thì không phải ha, mình sẽ kết nối bằng Bluetooth. Phát nhạc từ Bluetooth. Đây, Bluetooth thì bạn sẽ kiếm tới Bluetooth nó ngay đây. Trên điện thoại mình thì ngay đây, Aptos Karaoke. Ok ha, vậy đã kết nối thành công đấy các bạn. Thì mình sẽ mở một đoạn nhạc trên YouTube cho các bạn phát nghe thử ha. Đấy, thì cái đó mình đã test cho các bạn nghe nhạc trên nền tảng YouTube là bạn sẽ thấy tiếng bass rất là căng, rất là sáng, âm thanh chép rất là sáng ha, bass căng ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn hát trên ứng dụng karaoke của nó ha. Rồi thì các bạn vào cài đặt nè, cài đặt của điện thoại ấy, thì bạn thoát ra, bạn kiếm wifi. Đây nó sẽ hiển thị cho các bạn cái Aptos, thường sẽ là quy chữ Aptos, mẫu của mình là 379, mẫu khác hay là số khác ha. Đấy, bạn ấn cái nối kết nối với mình. Đây nó hiện tích đây, đã kết nối nha. Thì bạn sẽ lên App Store hoặc là các chương trình ứng dụng của điện thoại các bạn đấy. Bạn kiếm phần mềm tên là Karaoke Connect hoặc là Aptos Media cũng được. Bạn cứ nhập là nó sẽ ra. Thì các bạn vào thì nó sẽ yêu cầu các bạn kết nối. Đấy, khi bạn tiên dò tìm nó sẽ dò tìm như thế này thì các bạn sẽ, đây mình đã kết nối rồi thì nó sẽ đã ghi đã kết nối ha, hoặc là các bạn xem trong sách hướng dẫn ấy, trong sách hướng dẫn nó sẽ hướng dẫn các bạn kết nối. Thì mình sẽ test thử một đoạn nhạc ở trên này cho các bạn nghe ha. Đây bạn nhấn chọn một cái thì nó sẽ nhảy lên cái giỏ hàng trên này nè, nó đang chờ các bạn nè. Trong đây thì các bạn có thể giống như trong một đầu karaoke ở quán luôn các bạn. Thì bạn chọn bài đó, chọn xong bài thêm bài này nữa thì bạn vô giỏ hàng hoặc lấy ưu tiên. Đây, đẩy bài nè, thường là xóa bài nè. Thì mình chọn bài kia rồi thì mình xóa bài này ha. Đấy. Thì mình sẽ nó quên nữa, nó sẽ có thêm cái chức năng màn hình cho các bạn nữa ha. Karaoke nữa nè. Các bạn lưu ý thì các bạn cần vào cài đặt và phải kết nối wifi nội bộ của cái con này nó phát ra thì bạn có thể sử dụng được cái phần mềm ứng dụng đấy ha. Rồi. Ok ha, thì bây giờ mình sẽ hát thử một bài cho các bạn nghe thử cái chất lượng âm thanh của con kéo Aptos KB39Z này như thế nào ha. Ok, cho nhạc chạy để hát thử một bài nha. đấy, ok ha. Thì bên mình đã test nhạc trên YouTube trên cái ứng dụng của nó là và hát thử một bài cho các bạn nghe thử rồi ha. Thì mình đánh giá con này khá là ok khi các bạn gọn nhẹ, các bạn sẽ có tay sách như cái vali, có thể kéo đi vận chuyển rất là dễ dàng và gọn nhẹ, là 4 tấc nhưng mà thiết kế rất là nhỏ ha, là 4 tấc thiết kế nhỏ. Thì các bạn tham khảo về mẫu loa kéo này hoặc là các mẫu khác cùng thương hiệu của Aptos và Aptos Media Sơn Ca đấy, có thể liên hệ bên mình qua số điện thoại trên màn hình ha. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể được nhận những video mới nhất từ Kim Bảo Audio. Và một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo từ bên mình.